mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa ngày 21 tháng 6 thứ sáu tuần 11 mùa thường niên ca nhập lễ Lạy Chúa xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa chính ngài là đấng phù trợ con xin chớ bỏ rơi xin đừng xua đuổi Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con bài trích sách các vua quyển thứ hai ngày ấy Bà A Gia, thân mẫu vua Akhat Yahu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. Nhưng bà Zohoseva, ái nữ vua joram và là chị của vua Akhat Yahu, đã ẩm Zohat, con vua Akhat Yahu, lén đưa cậu ra khỏi số các hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mắt bà A Gia, và cậu không bị giết. Cậu Zohat ở lại với bà Zohoseva trong nhà đức chúa lẫn trốn ở đó 6 năm, suốt thời bà Athanya cai trị xứ sở. Năm thứ bảy, ông Jehoiada -ja sai người đi mời các vị chỉ huy 100 quân thuộc đạo binh Kari và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong nhà đức chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong nhà đức chúa, và cho họ được thấy hoàng tử. Các vị chỉ huy 100 quân làm đúng mọi điều tư tế Jehoiada -ja đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày sa bát cùng với những người hết phiên trực ngày sa bát Họ đến với tư tế johozada tư tế trao cho các vị chỉ huy trăm quân, giáo và thuẫn của vua David để trong nhà đức chúa. Các thị vệ ai nấy đều cầm khí giới trong tay, đứng dàn từ phía nam đến phía bắc nhà đức chúa, trước bàn thờ và trước nhà đức chúa cốt để bao quanh vua. Ông Zohozada rước hoàng tử ra, đội vương miệng và trao cuộn chứng ước. Người ta phong vương và sức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên, vạn tuế đức vua. Khi bà A Thanh Gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong nhà Đức Chúa. Bà nhìn lên, thì kỳ vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành, các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoang reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A Thanh Gia liền xé áo mình ra và kêu lên, phản loạn, phản loạn. Tư tế Zoho Chada truyền lệnh cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh, ông bảo họ, lôi nó ra khỏi hàng quân. Ai theo nó, thì lấy gươm chém chết. Quả thật, tư tế đã từng nói, nó không được chết trong nhà đức chúa. Họ liền túm lấy bà, và khi bà đi qua lối cửa ngựa để tới đền vua, thì họ giết bà ở đó. Ông Jehozada -ja lập giao ước giữa đức chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của đức chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ kéo tới phá hủy đền Ba An, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn mắt tư tế của thần Ba An thì họ giết ngay trước các bàn thờ. Tư tế Johozada đặt những trạm canh để giữ nhà đức chúa. Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà Athania, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. Đáp ca, chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thức tính bao giờ. Thề rằng chính con ruột của ngươi ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta, và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời, cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Vì Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Người phán, đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thích chúa đã chọn sion đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự nơi đây ta sẽ cho david một dòng dõi hùng cường sẽ thắp cho người ta đã sức giàu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng kẻ thù vua ta phủ đầy nhục nhã còn trên đầu vua rực rỡ ánh triều thiên chúa đã chọn sion đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự tung hô tin mừng hallelujah hallelujah phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ hallelujah tin mừng chúa Giêsu kitô theo thánh mát theo khi ấy đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tôi biết chừng nào. Ca hiệp lễ Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Mọi ngày trong suốt cuộc đời. Bài đọc kinh sách ngày 21 tháng 6 Trích thư thánh Louis Gonzaga gửi cho thân mẫu Thư mẹ khả kính, con cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ban xuống cho mẹ ân sủng và niềm an ủi của người. Khi nhận được thư của mẹ thì con vẫn còn ở trên chốn tử vong này, nhưng đã đến lúc phải hướng về trời nơi chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa hằng hữu trong cõi đất dành cho kẻ sống. Con cứ tưởng mình đã hoàn tất được cuộc hành trình này trước đây rồi. Nếu bác ái là vui với người vui, khóc với người khóc như Thánh Phao Lô nói, thì thưa mẹ khả kính, hẳn là mẹ phải hết sức vui mừng vì Chúa đã tỏ cho con thấy niềm hoan lạc đích thực và sự bảo đảm không bao giờ sợ mất người nữa. Sở dĩ con được ơn này cũng là vì tình thương và ân sủng Chúa dành cho mẹ. Thưa mẹ khả kính, con thú thật với mẹ là khi suy nghĩ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ, thì tâm trí con bàng hoàng, hầu như lạc lõng, không sao hiểu nổi. Quả thật, dù con chẳng vất vả bao nhiêu trong một thời gian vắng vỏi, thế mà Chúa cũng mời con đến nghỉ yên muôn đời. Từ trời cao, Người gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc mà con đã không mấy thiết tha tìm kiếm, và Người hứa ban thưởng cho con vì những giọt nước mắt ít ỏi con đã đổ ra. Thưa mẹ khả kính, xin mẹ hết sức cẩn thận đừng khóc thương con như khóc thương người chết kẻo xúc phạm đến lòng nhân từ vô biên của chúa thật ra con vẫn sống trước nhan thiên chúa và những khi cần thiết con có thể dùng lời cầu nguyện mà giúp đỡ mẹ hữu hiệu hơn cả lúc con còn sống ở trần gian cuộc chia ly này sẽ không lâu vì trên trời chúng ta sẽ gặp lại nhau và một khi cùng kết hợp với đấng cứu độ chúng ta chúng ta sẽ được hưởng niềm vui bất diệt mà hết lòng ngợi khen chúa và ca tụng tình thương chúa đến muôn đời chú lấy lại cái người đã ký thác nơi chúng ta không ngoài ý định là đặt nó vào nơi an toàn chắc chắn hơn và dùng chính những thứ mà chúng ta ước mong có được để làm cho chúng ta nên phong phú. Thưa mẹ khả kính, sở dĩ con nói những điều đó là vì lòng những ước mong mẹ và toàn thể gia đình coi cuộc ra đi của con như một ân huệ đáng mừng. Xin mẹ lấy tình mẫu tử mà chúc lành cho cuộc hành trình này của con cho đến khi đạt tới bến bờ con vẫn hằng hy vọng con đã tự ý viết thư này vì không còn cách nào khác để bày tỏ lòng kính yêu mà một người con phải có đối với mẹ mình. Hạnh Thánh ngày 21 tháng 6 Thánh Luy Gonzaga Bất kỳ ở đâu Thiên Chúa cũng có thể tạo nên các thánh, thậm chí ngay giữa thời phục hưng, Renaissance. Florence là người mẹ sùng đạo của Luy Gonzaga dù phải tiếp xúc với một xã hội lọc lừa, hung dữ, độc ác và dâm ô, là con một gia đình quý tộc Lui Gonzaga lớn lên trong cung đình và doanh trại quân đội. Cha ngài muốn ngài trở nên anh hùng quân đội. Lúc 7 tuổi, ngài đã cảm nghiệm sâu sắc về tâm linh. Ngài cầu nguyện với đức mẹ, cầu nguyện bằng thánh bệnh và sống thánh thiện. Lúc 9 tuổi, ngài đến Florence để học tập. Lúc 11 tuổi, ngài dạy giáo lý cho trẻ em nghèo, mỗi tuần ăn chay 3 ngày và tập sống khổ hạnh. Lúc 13 tuổi, ngài theo cha mẹ và nữ hoàng áo đến Tây Ban Nha. Làm gia nhân trong cung đình của vua Philip II, càng biết đời sống trong triều, ngài càng hiểu nhiều điều, rồi ngài tìm hiểu đời sống các thánh. Cuốn sách về các nhà truyền giáo ở Ấn Độ giúp ngài muốn gia nhập dòng tên tại Tây Ban Nha. Ngài sống rất khắc khổ dù phải học hành nhiều. Ngài được học triết học và được thánh Robert Bellarmine làm linh hướng. Năm 1591, đại dịch hoành hành Roma, các tu sĩ dòng tên mở một bệnh viện trong thành phố. Chính Ngài cũng bị lây bệnh và qua đời trong tuần bác nhật lễ mình máu thánh Chúa, Corpus Christi, lúc Ngài mới 23 tuổi. Con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.